Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có thể lần ra Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngay trong chính phủ, ai là đầu mối đây? Trong tay của Thời báo chấm đê có những hình ảnh độc quyền, hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng của Việt Nam ở Trung Đông cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hình ảnh được chụp vào hồi cuối tháng 3 năm 2022. Thường vụ mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi Trung Đông làm việc cùng một ông bộ trưởng không liên quan gì đến những thương vụ làm ăn của bà Nhàn với các chính quyền địa phương trong nước, mà nó liên quan đến vấn đề lớn, thương vụ mua vũ khí của Bộ Quốc phòng với Israel. Không phải bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp trực tiếp các nhân viên tình báo Israel và nhà cung cấp vũ khí mà họ gặp qua trung gian của tình báo Israel nằm ở Trung Đông. Điều đáng nói là ông Phạm Minh Chính đã cử ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tháp tùng cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Phạm Minh Chính không trực tiếp tham gia đường dây mà qua trung gian ông Nguyễn Chí Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Chí Dũng đi công tác cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến Trung Đông vào cuối tháng 3 năm 2022. Hiện nay, người mạnh nhất của phe Hà Tĩnh đang đi nước đôi. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất của Hà Tĩnh, vừa làm công cụ cho Nguyễn Phú Trọng, cũng vừa là chỗ hợp tác với ông Phạm Minh Chính. Cho nên, ông Nguyễn Phú Trọng muốn Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam nhảy vào chuyện của ông Phạm Minh Chính cũng rất khó khăn. Ngoài ông Trần Cẩm Tú đang có chút qua lại với ông Phạm Minh Chính, thì ông Nguyễn Chí Dũng gần như là bàn tay sai đắc lực của ông đương kim Thủ tướng Việt Nam. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham gia vào thương vụ môi giới buôn bán vũ khí với Israel được ông Phạm Minh Chính cử Nguyễn Chí Dũng đi theo sát. Và có gì thì ông Nguyễn Chí Dũng sẽ báo cáo riêng cho ông Thủ tướng đương nhiệm. Đây là hình ảnh khác của ông Nguyễn Chí Dũng đi đàm phán cùng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Trung Đông. Theo thông tin mật được một bạn trong chính phủ cung cấp, sau chuyến đi Trung Đông với Nguyễn Chí Dũng thì một tháng sau bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét trong quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu và gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai của công ty IC và các đơn vị có liên quan. Dường như trong vòng có 30 ngày, cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng đã kịp phát hiện ý đồ của ông Tổng Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an và đã thông báo sớm cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong vòng 30 ngày thôi mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thu xếp được con đường tẩu thoát cho chính bà và 6 đệ tử ruột khác, làm cho ông Tô Lâm bị vồ hồn. Ở bài tin lần trước, tờ Thời báo chấm đê đã nói về ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng gần gũi với ông Thủ tướng nhất, thì nay tờ Thời báo chấm đê nhận được tin trong các bộ trưởng mà ông Thủ tướng tin nhất có ông Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Chí Dũng và ông Phạm Minh Chính đang bị cột chặt vào số phận vào nhau. Ông Nguyễn Chí Dũng cần ông Phạm Minh Chính bảo vệ để không bị rơi vào phe của ông Tổng. Nếu ông Nguyễn Chí Dũng bị quật thì Phạm Minh Chính có nguy cơ cũng ngã theo, vì nó có liên quan đến số phận của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Đây là hình ảnh liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có tìm ra lý do để hốt Nguyễn Chí Dũng hay không. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đang ẩn náu ở bầu trời châu Âu, được nhiều cơ quan tình báo nước ngoài bảo vệ, trong đó có cơ quan tình báo của Israel, nên ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Chí Dũng có thể an tâm. Khả năng Tô Lâm bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không cao, mặc dù bà Nhàn vẫn đang là với tay ngàn dặm, điều khiển được luật sư của bà kháng cáo lên tòa án cho bà. Cũng có thông tin cho Thời báo chấm đê biết rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tự tin liên hệ với luật sư vì bà tin rằng nơi ăn ở của bà là bất khả xâm nhập đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giả sử như việc bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bài toán khó trong Tô Lâm, thì tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không nhắm vào Nguyễn Chí Dũng? Bởi Nguyễn Chí Dũng đi công tác cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ 30 ngày trước khi Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn kia mà. Ông Trọng có dám làm hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin có thể lần ra Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngay trong chính phủ. Ai là đầu mối đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Lưu Quang nhân tố mới pho tàu diệt thân tẩy. Dàn phó thủ tướng gồm 4 người mà bị loại có đến 3 người, đó là ông Lê Văn Thành bị dính virus lạ. Ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị loại bằng cách phế truất. Chỉ còn một mình ông Lê Minh Khái tồn tại. Ông Khái vốn là tổng thanh tra chính phủ. Vào năm 2015, ông Huỳnh Phong Chanh xua quân đến Quảng Ninh thanh tra, tuy nhiên chỉ có kết luận sai phạm giai đoạn 2001-2010 mà né giai đoạn 2010-2015. Được biết, giai đoạn từ năm 2010-2016 là lúc ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Theo thông tin nội bộ cho biết, ông Nguyễn Tấn Dũng dường như đã can thiệp để ông Huỳnh Phong Chanh ém đi sai phạm tại Quảng Ninh lúc ông Phạm Minh Chính làm bí thư ở đây. Đây là hình ảnh các phó thủ tướng mà ông Phạm Minh Chính chọn, giờ chỉ còn mỗi mình ông Lê Minh Khái. Những sai phạm ở tỉnh Quảng Ninh thời kỳ ông Phạm Minh Chính làm bí thư bị ém đi cho đến lúc ông Lê Minh Khái nắm thanh tra chính phủ. Ông Khái cũng ém tiếp sai phạm này và được ông Phạm Minh Chính kéo về chính phủ làm phó thủ tướng. Trong 3 phó thủ tướng dưới quyền ông Phạm Minh Chính vào năm 2021, ông Lê Minh Khái dường như là thân nhất. Cho nên khi 3 phó thủ tướng dưới quyền ông Phạm Minh Chính bị hạ, mà ông Lê Minh Khái vẫn còn thì ông Phạm Minh Chính còn trụ được. Dụng 3 phó thủ tướng mà chỉ mới cấy vào có 2 người, cả 2 người này đều là ẩn số. Có vẻ như trong đó có một người đang dùng để thay thế ông Phạm Bình Minh và chuẩn bị cho con đường hạ Phạm Minh Chính. Đó chính là ông Trần Lưu Quang. Nếu không có gì thay đổi tại kỳ họp Hội nghị Trung ương tới đây, khả năng ông Trần Lưu Quang và Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào được Bộ Chính trị. Cũng cần theo dõi những nước cờ mà ai đó nấp sau hậu trường chính trị đã dùng quân cờ Trần Lưu Quang để mà đi. Mỗi nơi Trần Lưu Quang ghé qua không lâu, ông đều tiến lên tiếp tục. Và tiến vào chính phủ mới trên nước chân giáo thì đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã đến gặp ngay lập tức. Lâu nay người ta nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang vuốt đuôi Vương Đình Huệ cho ghế tổng bí thư và có vẻ như ông Trần Lưu Quang cũng được nuôi cho ghế thủ tướng. Tuy nhiên không biết ai đang nuôi, hoặc ông Tổng hoặc thế lực mà ông Tổng đang phò. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang là phụ tá hay là mối đe dọa đối với ông Phạm Minh Chính đây. Phải nói rằng trong 2 phó thủ tướng mới thì ông Trần Lưu Quang là nhân vật có thể làm thay đổi chính phủ trong tương lai. Còn ông Trần Hồng Hà không được đánh giá cao, thường thì ai kết thân được với Trung Quốc đều có thế lực chính trị đáng nể cả. Từ hội nghị Thành Đô năm 1990 cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ thoát ra khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh. Mới đây, Mỹ cho biết Trung Quốc tung kinh khí cầu do thám cả Việt Nam. Khi tin này được xác định thì lẽ ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải lên tiếng, tuy nhiên họ vẫn im thìn thít. Đây là thái độ thuần phục rõ ràng và đây cũng là thái độ mà Nguyễn Phú Trọng thể hiện cho Bắc Kinh thấy. Đây là hình ảnh, chúng ta hãy chờ xem ông Phạm Minh Chính có trụ qua hết được nhiệm kỳ này hay không. Trước đây trong chính phủ còn có được 2 phó thủ tướng Tây học, nhưng giờ thì cũng sạch bóng. Trước đây văn phòng Trung ương Đảng thân tàu, chính phủ thân tiền. Tuy nhiên, khi 3 phó thủ tướng bị bắn rụng và ngay 2 phó thủ tướng mới thì có vẻ chính phủ đã thân thiện với Bắc Kinh hơn thông qua hình ảnh ông Trần Lưu Quang gặp ông Hùng Ba. Chính trường Việt Nam còn lắm phức tạp, cũng chưa thể đoán định được điều gì khi mà ông Trần Lưu Quang chưa thể hiện nhiều trên cương vị là phó thủ tướng. Cho nên cần phải có thời gian. Tuy nhiên trước đây người ta không biết ông Trần Lưu Quang là nhân vật đáng sợ, còn giờ đây thì không còn ẩn mình nữa mà đã bước ra ánh sáng. Trần Lưu Quang là nhân tố mới nhưng có lẽ sẽ không đưa Việt Nam đến với độc lập trước Trung Quốc mà tiến gần hơn tới quỹ đạo của nước này. Ông Nguyễn Phú Trọng rồi cũng sẽ nghỉ ngơi. Có lẽ trước khi ông nghỉ, ông đã kịp cài đặt cuồng máy của Đảng Cộng sản để nó quay cho đúng quỹ đạo mà Bắc Kinh đã vẽ ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Trần Lưu Quang nhân tố mới pho tàu diệt thần Tây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.